Vâng. Đấy, chị thích buồng là đấy. Mua chuối cho bác. Này chuối chín ngon lắm. Hôm qua cháu Hương đi chặt ở trên đồi về ấy. À, chị lấy mấy này? 10.000 được mấy này? À, được 2 hay 3? 2 này. Cháu bán một buồng à một nải này là 5.000 bác ạ. 5.000 hả? Vâng. Đây này buồng này cũng chín này. Đó, bác lấy buồng nào? Vâng. Bác lấy ăn luôn thì lấy buồng này chín này. Buồng này là tha hồ ăn luôn, còn mấy buồng này còn xanh phải 2-3 hôm nữa. Bác lấy buồng này nhá. 5.000. Vâng, buồng này 5.000. Cho bác. Vâng, cháu cảm ơn nha. Bác ơi, bác lấy mấy nải? 2 nải. 2 nải à? 2 nải 10.000 bác ạ. Vâng vâng. Đây, cháu lấy cho bác nha. Rồi bác lấy 2 nải này. À. Ôi thôi còn 1 nải cháu khuyến mại cho bác luôn. Thôi cho bà này, bà làm bánh nữa này. Vâng vâng, à cho bà làm bánh nha. Bà làm bánh miễn quán à? Bác cảm ơn nhá. Vâng vâng vâng. Cháu cảm ơn hai bác nhá. Thế là hết. Không anh đi không? Quả nó căng đấy. Cái này cháu bán cho bà 5.000, bà lấy cháu bán 5.000. Bà lấy một kệ này nhé. Bà lấy không, ở đây vẫn còn một đèn căng này. Bà lấy cho cái mẹ đấy. Cái này được. Có nên nhét mẹ một quả đâu ấy. Có cái mẹ kia bà lấy bà ăn. Bà đấy được. Cái quả này mình có thể để đi. Bà tay giờ làm sao thích được. Cái một bên tay nó ở đây này cũng thế. Bên này. Bên này cũng đẹp này. Đấy cũng xem đi. Anh lấy giá cho anh 10. Dạ. Bà ơi, bà có lấy không? Bao nhiêu ngàn? Bên này được không bà? À đây à, quả này nó kiểu rất là xấu. Cái này mà kiểu về nó chín đấy, về nó chín mình ăn thì được. Sau cái mặt mờ nó hơi xấu, quả nó hơi xấu. Rồi bà, cháu cho bà. Cái này nó là buồng chín, hai buồng khác nhau. Cảm ơn nhá. Cảm ơn chị nha. Đây chị ơi. Ừ. Thịt là 100 một cân. Thịt này 100 một cân. Cái này là 100 một cân. Cái này là 101. 101 rồi. Cái này 70.000 một cân. Sườn. Ngon. 1 cân. 1 cân. có chặt không? Không ạ, bác cho vào túi cho cháu. Bán cho mấy quả trứng gà đấy. Cái này phải trắng là bài gì? Cái này phải chiên. Ơi. Cái này nó ra đó. Bán em mấy con vịt. À đây à, tô này. Ủa vịt con đẹp nha. Giả chấu khô như thế này, xong là thắt cái bóng sưởi này lên. À. Con vịt thì chỉ tầm 1 tuần cho đến 10 ngày là được. À được. Đấy, em tự vào chọn đi cho nó. Vâng. Sau tầm 1 tuần xong là tuần đến 10 ngày, nói chung là mùa Tết thì nó có quần đến đường này xong rồi hai chị làm cái này. Cái này là có hai loại, một loại là vịt bơ, một loại là vịt bầu. À. Đoạn này nhìn nó to hơn hẳn nhỉ? Có thể có lớn hơn. Anh đưa về nhà cho suối ở nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Em đi về đây. Về nhưng mà về nữa phải các bóng suối như nói nha. Vâng. À, mic đây rồi. Chơi đâu ấy? Chơi đâu ấy? Ôi trời, nhấc chân bẩn quá. Ui. Minh Mít. Này. Nào. Mít. Cho vịt đấy. Ăn cám vịt à? Ôi trời. Chị ăn cám. Đói rồi nhỉ. Thế nữa anh nướng sườn lên cho ăn nhé. Nướng sườn heo lên cho ăn nhé. Rồi cái này cho vịt thôi. Đây. Mít. Chịu ảnh hết rồi. Này chim ăn mất rồi. còn đó, lái rồi, lái. Còn này chín ngon lắm này, hôm qua vừa mới hái, ngọt lắm. Quả nhiều đây. Dạ, cháu bán quả to như này thì là 5.000, còn quả bé này, quả to là 10.000, còn quả bé 5.000 ạ. Quả này nhỏ hơn, nhưng mà cái này ngọt lắm. Ơi, em bé chọn đầy đủ đi. Quả to 10.000, quả lớn 5.000 ạ. Vâng, quả to 10.000. Ngày hôm qua cháu vừa mới lấy trên lương về. Anh lấy quả này à? Bác lấy thêm quả nữa thì này ngon lắm. Quả to quả nhỏ, quả này thì ngon. Vâng, 15.000. Đấy, anh lấy quả này à? Anh có lấy thêm nữa không? Hay là làm một quả to thì nấu canh, hầm xương ngon. Anh 10.000 anh nhé. Cảm ơn bác nha. Bé ơi, bye bye. Bye bye. Cảm ơn con á. Ừ, biết cái báo không nhìn. Ơi, mua đu đủ đi bà ơi. Quả bé thì em bán 5.000, còn mấy quả to này thì 10.000 chị ạ. Hai quả, mấy quả to à, hai quả nhỏ. Quả đấy là 5.000, còn quả to thì là 10.000. Và à rồi chờ chờ tí nha. Em lấy một quả đấy à? À rồi, cảm ơn nha. Bác lấy một quả. Nhật phiên cuối ra 2 mấy nhỉ? 25, thế là 25, thế thì còn... Đấy 2 quả. Đấy 2 quả. Quả to 5.000, quả nhỏ chị ạ. Em cảm ơn chị nha. 50 mấy à? Anh mặc trên núi thì ngon lắm. Quả này được không? Ngồi xuống đi em, ăn thử một miếng em ngon. Anh thử. Nó hết vừa trời ẩu. Ngon mà, ngon lắm. Ngon lắm. Đi ở đâu đâu. Để bà buôn tăng bố ốc á, đừng đi pha thúng cơ. À. Ôi dồi ôi. Cái này trên người nó ngon này. Quá ngon luôn. Em lấy thêm không? Không lấy cái quả to này về nhà hầm xương ngon này. Còn quả này mà hầm xương là cả nhà ăn luôn. Quả này á, ok. 10.000 em ạ. Cảm ơn em nha. Anh còn quả nào? Lấy cái bát quả mình ăn đây nha. Toàn quả ngon rồi. Quả to. Em cảm ơn anh nha. Dạ, từ từ, để em cho anh thêm cái túi nữa cho nó. To tí kìa. Kìa nha. Rồi, em cảm ơn anh nha. Quả nào? Quả to này á. Quả thôi. Quả to này thì anh bán 10.000. Quả. Rồi để đến ngày mai thì kia. Không phải hàng á. Con này là thép của nó là nhíp ô tô à? Đây là chuyên là đó mà, đấy tao gì à? Sai là 200 bán không? 200. Em gửi tiền đấy rồi. Đây đón anh à. Mít mít mít. Ôi trời ơi. Nhớ em quá nhỉ. Thì nữa anh làm thịt bò lên cho ăn. Làm thịt bò lên cho ăn nhá. Ôi. Mũi lạnh nhé. 4, 6, 8, 10, 12, 13 quả. Ơ, rồi có quả trứng trắng này, 2 con đẻ à? Mích để đi. Ăn đi, ăn đi. anh Thái thịt cho ăn nhé. Ngon lắm nhỉ. đâu rồi? muốn quả nào to quả nào đẹp là được. Này chắc chưa được 1 cân đâu, thêm 2-3 quả nữa. Đấy. Ui vừa đúng 1 cân luôn. À. 50 anh em. Này bao tiền một phiên em? Đây bao nhiêu? Đường ven đi chị ơi. Đường ven mà chị ơi em đi. Đi vào xem cho biết ai biết rồi ta tiếp tục vào mua luôn nào. Hàng cực đẹp cực mua sau nào. Mà ai là người đi không về, có ai là người lên trên tung bay trong buổi chợ ngày hôm nay thì cầm ngay trên tay hàng của chúng em về quen ngay với vợ với chồng nào. Anh ơi, cái này bao tiền đấy anh? 50.000 đâu? 40.000 bán không anh? 40.000 lấy em lấy cái bán được. Áo đấy là rẻ. Bán thanh lý nhưng áo đấy thôi không đâu. Đấy giá nào bán giá đấy thôi. Bán em cái này đây 50.000 à? Có đất này rồi anh ấy. Mỗi cái chục này. Con đấy tắm. Trong ấy khoảng 1 yến. Má về làm ấy mà các bếp ăn Tết mà. Nó cô chọn cái dòng mềm như thế này. Em tưởng có sai để cho em mít. Ôi, đây là. À, đi đâu đây? Đây. Ai trời. Chơi đâu à? Ừ. Ôi trời ơi nhỉ. Đi lâu thế nhỉ. Mua cả đống thịt về đây này. Hãy subscribe cho kênh Thành Triệu TV Đấy. Giao về đấy. Ừ. Đấy. Ừ. Đây này, có thịt lợn ăn rồi. Nick. Ừ. Ừ, Nick. Này. Lâu trụ quá. Wow. Minh.